Dạ thưa cô chú anh chị, thì bây giờ thì hiện tại thì Cường cũng chở anh Minh tới đại lý vé số rồi cô chú anh chị. Đây kêu chủ nhà lại. Đâu rồi? Đâu rồi chủ nhà kêu. Ủa không phải đâu, không phải ơi. Chủ nhà ơi. Anh Minh lại bữa không có thiếu tiền vé số đó. Cái này là mẹ còn lấy cho mình số mẹ. Thúy ơi. Con bây giờ con có còn ở đâu nó bán rồi, nó coi đâu dưới được con. Ủa hai đứa nghỉ ở đó. Thôi rồi đuổi đi rồi. Dạ cho mấy cấp trả tiền vé số cho em rồi đặt cọc lấy lại ăn bánh. Dạ anh chào chị. Thôi bữa hỏi anh Minh có nói là anh Minh có thiếu tiền vé số đây 520 phải không chị? Thiếu 520. À thôi bây giờ bữa nay thì em cũng bên kênh YouTube Thiện Nguyện thì cũng hỗ trợ cho anh Minh một số để anh Minh tiếp tục đi bán vé số chị. Thì em sẽ trả số nợ đó là 520 rồi lấy thêm cho anh Minh thêm 120 tờ nữa. Với lại ăn cặp có đang chịu mốt đi. Rồi em sẽ dặn cho chị chịu mốt nữa ha. Chứ cái kia 520 là 1.620.000 ha chị đúng không? Trả 520 chẳng luôn. Dạ 1.000 mốt đi. Dạ. Rồi. Ông gửi đang chịu mốt ra. Rồi. Ông gửi là ông không có cho ông lấy lại nha. Dạ không. Khi nào mà mình có mấy tháng 100.000 mình rút cái tiền đó kìa. Má ông ơi lấy lại lắm vài bằng là ông rút lại à. Ông gửi không đâu đâu là ông lấy lại à. Đâu lúc nếu 100.000 thì mình lấy đó lắm. Không bao giờ em nói cho anh nghe nè. Gửi cái 2-3 ngày cái bán được 2-3 ngày cái lấy lại rồi. Bây giờ là cái số tiền gốc là 1.100.000 là cứ gửi đây cho đại lý. Anh hàng ngày cứ anh lên đây anh lấy vé số để anh đi bán đi, rồi cái tiền lời đó thì anh cứ sử dụng ha. Còn về vấn đề tiền gốc có thể để gửi đây đi. Rồi lúc ví dụ như là lúc anh bị thâm 200.000 thì rút đó từ anh mới lấp từ. Thâm 200.000 đó thì anh có số điện thoại mà một hồi em cho số điện thoại anh, thí dụ anh có thâm 200.000 thì anh sẽ liên hệ với em ha. Chứ còn số tiền gốc của đại lý thì để đây. Đúng rồi, dàn cọc ở đây. Dạ đúng. Cho ông gửi cọc ở đây hoài đi. Đúng rồi. Để chịu mất nó luôn. Đúng rồi. Còn như bán hàng ngày là phải trả là 1.080.000 lấy 120. Là mỗi ngày là phải trả. 120 được rất nhiều. Là trả 1.080.000 là mỗi ngày đó nha. Còn nhận cái số tiền ở đây luôn chứ không có lấy được, không có lấy lại. Bây giờ chị em nói chị nghe nè, bây giờ anh ấy bán một ngày là 120 tờ rồi bắt đầu là chị cứ giữ là số tiền là 1.080.000 đúng không? Chị cứ giữ lên số tiền đó còn bao nhiêu tiền lời thì cứ đưa cho anh. Đúng rồi, ông bán không lấy lời. Dạ. Còn ngày nào là ông phải thanh toán ngày đó. Dạ đúng rồi. Gửi số tiền ở đó luôn cái, đi. Cái gì mấy em công an hay là gì? Không phải tụi con bên kênh YouTube. Hỗ trợ cho một số vốn cho anh Minh đi bán cái số. Bán được bao lâu cái nghỉ, bao lâu cái nghỉ thăm vốn hoài luôn. Thôi bây giờ là như vậy đi anh Minh. Bán được mấy đâu đó, không có anh cứ giữ số tiền gốc ở đây là 1.080.000 đi. Rồi tiền lời thì chị sẽ giải quyết đưa cho anh sử dụng tiền lời gì? Để nói câu đừng có nói mà nếu như bán nghỉ hoài đó lúc tôi lại tôi phải chịu rồi chứ sao bây giờ chơi. Nói ông nghe, ông bán ông đừng có nhậu xỉn, nhậu say gì chứ ông bán ông cứ bán à, đúng rồi. Nhớ mà ông bán rồi cái bữa lấy cái bữa không ta chừa với số rồi ai mà lấy phải không? Đúng rồi. Đâu đó là ta chừa cho ông gõ gàng. Vậy đó. Cái số em đã chừa sẵn cho ổng, thương ổng là giúp ổng mấy lần rồi đó. Nhiều lần luôn mà lấy rồi cái bắt đầu say xỉn bắt đầu thiếu tiền với số lại à. Giúp nhiều lần chứ không phải là một lần nữa đó. Thì thôi bây giờ em cũng nói với chị nè. Đó ổng dặn ở đây 1.100.000 rồi, bây giờ hiện giờ ổng lấy vé số thì ngày nào ổng phải thanh toán thì mình người lấy. Dạ. Và phải lấy là phải lấy đàng hoàng chứ không có vụ mà nhậu mà bỏ vé số đâu nha. Rồi.
Thôi bây giờ chị cũng thông cảm đi, coi như là lần này cũng là lần chót để anh Minh thay đổi cuộc sống đó, chị ha. Anh Minh là phải nghe đó, lần chót đó đó. Tôi lấy là phải đâu đó rõ ràng. Rồi. Lấy là phải lấy. Chứ nãy cái số nhà mẹ ổng, cái ổng bữa nay ổng xỉn rồi, cái ổng thì lấy. Thôi cái việc vấn đề nhỏ nhẹ đó mình cũng hạn chế lại đến Minh ha. Mình cố gắng làm ăn, mình cố gắng tạo tầng trong cuộc sống đi. Bán xong đi rồi chiều phải nhậu làm gì làm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bà ổng bán 120 tỷ số ăn chút hết rồi. Đúng rồi. Rồi bán xong đi, mình muốn nhậu giờ nào mình nhậu. Ai mà nói gì mình. Phải không? Tiền số thì đâu đó trả cho đại lý đàng hoàng đi. Rồi nhậu đi ai mà nói. Còn cái này vừa bán nửa chừng có đầu bỏ giấy số rồi đi nhậu rồi. Dạ, như vậy là không được. Thôi cố gắng ba, cố gắng anh Minh. Còn với vấn đề anh nói là anh ở một người anh buồn thì một chút nữa em sẽ đi mua cho anh một cái điện thoại để anh lên mạng anh coi cho đỡ buồn ha. Thì nói chung là mình cố gắng lên, lần này là lần để anh vươn lên trong cuộc sống, lần này là lần để anh tạo cơ hội cho anh, lần để anh cứu cho ông nhiều lần đó. Nếu mà lần này mà anh không biết nắm bắt cơ hội thì không có lần sau anh Minh ha. Rồi rồi vậy đi, rồi bây giờ em nha, xem gửi tiền cho chị hay chị ha. Là anh Minh còn nhiêu anh Minh? Ủa này là bữa nay gửi 1 triệu mốt với trả 520 với trả 520 là 1 triệu 6. Chị đúng tiền giùm em ha. Tại vì em 1 triệu 620 chị ha. 620. Đây. Thì giùm em chị. Bữa nay thứ mấy ta? Rồi 620 là 1 triệu 1 đó ha. Dạ. Rồi trả 150. Trả cũ rồi. Rồi sao? Bữa nay thứ mấy rồi? Bữa nay mới có thứ ba. Thứ 6 đi, cho ổng tiền xài mới đi, rồi thứ 6 ổng mới lấy luôn, có tiền xài chưa? Dạ. Thì cái đó là cái vốn để cho ảnh lấy giấy số đó. Là 1 triệu 1 gửi đây đó. Rồi hàng ngày ổng bán cứ lấy lời ổng ăn đi. Rồi rồi. Ở đây ta giúp đỡ cho không biết. Thôi thì chị cũng như em cũng như chị là mình cố gắng mình giúp anh Khanh lần này. Anh Minh lần này lần cuối hay chị ha? Đúng rồi. Rồi tôi định nghĩ cho ổng lấy luôn rồi đó. Tôi mà không lấy là không có ai lấy cho ổng đâu. Dạ dạ, thôi cố gắng chị. Rồi anh Minh cũng phải cố gắng nha anh Minh. Mọi người với anh cũng phải vì mọi người nha. Ông bán xong đi rồi ông làm gì làm tôi không nói. Tiền bạc đâu đó rõ ràng cho tôi thì tôi không nói đâu. Dạ. Rồi rồi, thôi cho em chào chị ha. Mấy bạn đồ rượu đó, rượu ghen rồi vô cái này vô luôn. À. Cái tặng vậy đó. Rồi. Rồi giúp cho nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Dạ. Nhiều lần luôn á. Dạ. Ông cứ làm vậy hoài, miếng như lần này là lần cuối rồi nè, tôi giúp lần này là nghỉ đó. Dạ dạ. Thôi thì em cũng thay mặt anh Minh cũng cảm ơn chị anh chị. Thôi chị với em đồ cùng với cô chú chị Mạnh Thường Quân giúp anh Minh lần này nữa đi ha chị. Anh Minh lần này đó lần cuối đó. Dạ dạ, em cảm ơn chị ạ. Em chào chị. Dạ vâng, thưa cô chú anh chị, thì bây giờ là Cường cũng vừa chở anh Minh lại tìm điện thoại để anh Minh mua cái điện thoại này cô chú anh chị. Thì anh Minh có vô hỏi điện thoại trong cửa tiệm rồi để xem anh Minh thích màu nào và thích điện thoại như thế nào nha cô chú. Rồi chào anh Minh, có ưng ý cái điện thoại nào chưa? Dạ, mấy em có chọn đi, anh có mấy gì thích xài. Đó đó, thì anh cứ chọn đây hai màu đó, thì chủ tiệm có đem ra đó, anh cứ chọn hai màu đi. Mà anh thích màu nào? Mấy em lấy giùm anh đi, chứ anh muốn cái gì xài. Thôi bây giờ anh lấy màu đỏ đi, cho nó đỏ là nó cuộc sống sung túc lên. Cho đỏ lên. Cái này mình coi mạng, coi mạng là đầy đủ, được đầy đủ. Em lắp cái sim anh qua, cái sim anh thiếu, sim anh rồi ấy, coi sim anh trong đó, cái sim như cái thẻ, cái đó đâu cũng được rồi. Vừa hỏng cái máy nghe nhạc á, nghe kinh nó sửa xong chưa? Ai đi rồi ạ? Rồi lấy cái gì? Mấy chục. Em cài thẻ rồi xong á hả? Rồi ạ. Cái đó là 1.3 ạ. Cái máy nhiêu anh? Anh Minh? Cái máy là 1.3. 1.3 mấy 1.3 chắc mua cái chục cái à. Cái cửa hàng này đắt ha anh Minh, quá trời khách đợi. Anh mua điện thoại quá trời đó. Mua cũng mua đây mà, mua bắp anh cũng mua đây. Dạ. Thẻ cái cục sạc này anh.
mà cái có cục sạc đó rồi. Ủa cái này là cái máy gì nữa? Cái máy này đưa nghe kinh. À cái máy nghe kinh anh sửa vô hổm hả? À, anh gửi đây hai pin á. À. Mấy chục ngàn. Rồi thích mở ốp lưng nào? Lấy cái này đi. À, lấy cái này đi, lấy cái này đi. Đây rồi. Chung nhiều khi mình đi đường anh lấy ốp lưng màu đen đây cho nó sạch. Mấy em chọn. Thì cũng phải cố gắng nha, bây giờ là mình có điện thoại rồi nha, rồi tiền vé số cũng đã rồi đó. Rồi bắt đầu là ngày mới bắt đầu mình đi lại chạy ra đây mình lấy vé số mình đi bán nha, anh cố gắng tạo tầng trong cuộc sống nha. Thứ 6 mới bán hả, nó giao thứ 6 là thứ 6 mới bán hả? Tại tại vì nó có số nhiều. Là bữa thứ 6 bữa nay mới thứ 3. Vậy là còn thứ 4, thứ 5, thứ 6 còn 3 ngày nữa ha. Nhưng mà thôi nhậu thì nhậu ít lại thôi nghe, thí dụ anh bán xong rồi chiều về thì mình ăn nhậu. Ha, công việc xong rồi bắt đầu ổn định xong rồi mình ăn nhậu. Không sao đây, từ từ khách đông quá, quán tìm điện thoại quá uy tín bây giờ khách quá trời luôn. Đây người ta chuyển tiền vô đây đó. À vậy hả? Chuyển tiền vô đây, cái người ta chuyển tiền đây rồi lại rút đó. Người ta đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đóng tiền điện luôn đây đó. À vậy hả? Đưa cái like đó. Còn cái này là mình được tặng cái cục sạc với ốp lưng ha anh? Có tặng sạc ốp lưng rồi tặng cho kính cường lực nữa nha. À. Tặng cho kính cường lực nữa kìa. Đầy đủ luôn. Ngon lành. Cái này mới là mình mua đồ mình mua ăn thường. Tính ra 1.3 triệu quá rẻ. Rẻ. Tặng đầy đủ luôn, ốp lưng rồi cục sạc rồi kính cường lực. Em có sim chưa? Chưa. Em lấy sim 3G. Sim 3G em muốn xài của bạn nào? Có lấy căn cước theo không? Theo không. Mua sim 3G. Không có đăng ký. Sim bây giờ nó hơi khó, em ơi, phải có căn cước mới chơi được. Em mua sim 3G. Không có sim tâm. Sim anh nào đó đăng ký xuống căn cước em cũng chụp lên quay vô đó. Nhưng mà xin quan đăng ký rồi hả mình? Đăng ký rồi. Chụp hình anh gà vô mà. À, thì ok. Đó, sống ok. Nhà mời là cánh 70. Cái này sao là làm cái này là cái này. Rồi đó. Bấm cái máy lên cho anh mình. Ok chưa? Rồi bấm mày, bấm mày. Bấm sao có biết không? Trời ơi trời, nè, nó cầm đây nè. Nè ha. Mắt mình mờ mờ. Rồi anh vuốt lên. Đó, rồi có rồi đó. Đó, anh muốn coi gì thì anh cứ vuốt. Bắt đầu mình kêu em anh chỉ với mẹ em chỉ chứ. Đó, đúng rồi. Giờ nhà em mốt đồ chỉ. Rồi, bây giờ lấy đó nhé. Rồi. Cho xin cái bọc đó nha. Đó, cái bọc đang cầm đó, bỏ vô luôn. Không được. Đó, thì nó túi kìa. Tổng cộng hơn cái gì? Rồi. Chứ 350. Rồi, em gửi tiền anh. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ mình đi nha. Rồi chào chủ tiệm đi. À, chào quý vị.
được cái máy rồi coi. Mừng không? Mừng không lên. Mừng không? Chưa biết xài nữa, giờ chưa nghe nhạc chỉ. Mừng thì mình cảm ơn cô Mạnh Thường Quân vô tên này bên nước Úc đi. À, cảm ơn cô bên Úc đi. Mình được cái máy rồi, mai mốt cô Nguyễn Minh thì thấy rồi đó, đã tốn tiền đó cô. Cô Nguyễn Minh tốn tiền lắm. Kỷ niệm nha. Máy này là suy nghĩ bậy bạ nha. Kỷ niệm nha. Khi cô điện lên cái tốn tiền dữ lắm. Rồi, vậy nha, mày thôi mình về ha. Thôi cô nhiều nha. Rồi. Giúp tay luôn, mình cũng giúp tay luôn không tối. Dạ thưa cô chú anh chị, thì bây giờ là cũng đi mua đồ với đi lấy vé số cho anh Minh xong rồi ha cô chú anh chị, thì bây giờ cũng về tới nhà rồi. Rồi để trò chuyện với anh Minh một lát ha cô chú anh chị ha. Nắng quá anh Minh. Nắng lắm. À, cái điện thoại này ha. Cái này cái máy mình cũng được cái máy đó, mình cũng mừng. YouTube vô gì là có hết trơn này ha. Cái gì mua bảo YouTube không coi. Có mạng chưa? Chưa, một hồi mới đăng ký mạng vậy. Rồi ok đó. Chúc em đăng ký mạng cho. Rồi anh Minh cũng như là cái tiền vé số là đại lý nó giữ cho mình là 1.800.000 ha. 1.800.000 nhưng mà nãy mình gửi 1.1.000, em gửi 1.1.000 rồi. Đúng rồi, 1.1.000. Là mình dặn cái đó đó. Là 1.1.000 đó là gửi ở đó, còn cái 520.000 kia là mình trả cho người ta. Nợ mình nợ đó. Là cái tổng số tiền hồi nãy là gửi cho đại lý là 1.620.000. Rồi mua điện thoại là 1.3 triệu. 1.350.000. 1.3 triệu. 1.3 triệu điện thoại là 1.3 triệu thôi, còn cái 50.000 kia là anh sửa cái máy kinh, máy nghe kinh. Đúng rồi. Ha. Thì tổng thể là ngày hôm nay là số tiền là 2.970.000. Ha. Là mua đồ với lấy vé số cho anh người trả tiền vé số là mà 2.970.000. Là anh còn lại trong em là 1 triệu. Còn lại trong em là 130.000. Em còn giữ cho cái tiền của anh là 130.000. Thì cô có gửi cho anh là 3.1 triệu. Mà mình mua là hết 2.970.000 rồi ha. Là mình còn đây là em còn giữ cái tiền của anh đây là 130. Em sẽ trao lại cho anh 130.000 ha anh Minh ha. 130 đó là mình đem đi xe, mình đi sửa xe rồi. À, đi sửa xe, sửa gì đây? Xe cái cuộc xe với vỏ xe là trên. Trên đó là mình cố gắng đi, cố gắng mình chứ cố gắng từ từ mới được anh chứ còn để mà cái mẫu thì nó không được. Rồi. Cái xe đó mình phải cố gắng làm, mình có cái xe mình mới gắn cái số được. Tại nãy cô bên Úc có hỏi, ủa cô có cho xe đâu, tại xe mình bể bánh nó sao đó. Nãy cô có nhắc đó. Rồi, thì cũng như thưa cô chú anh chị cộng đồng mạng cũng như thưa anh Minh ha. Thì cái số tiền mà để mà giúp đỡ cho mình trả tiền vé số với lấy vé số với mua điện thoại là cũng tiền này là của mà cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên nước Úc. Rồi, mình biết, ha, nó gửi cho mình. Thì anh gửi lời cảm ơn đến cô Mạnh Thường Quân bên nước Úc đi. Cảm ơn cô rất là nhiều, cô giúp mình nhiều lắm. Cảm ơn cô nhiều, mình biết cô mà mình giấu tên luôn. Cô không nói tên mình cũng biết cô. Ngày hôm nay mình được ngày hôm nay mình mừng lắm, cũng nhờ cô với bạn giúp đỡ mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Rồi cô có nhắn cho em là đi mua những cái thứ này cho anh nè, điện thoại nè, cái giấy số này nọ đó. Cô cũng nhắn nhủ một điều là em Cường con nói với anh Minh á, con nói với Minh là phải cố gắng tạo tầng, phải cố gắng mần ăn vươn lên. Thì nói chung là cũng sẽ có cô chú anh chị theo dõi anh và sẽ giúp anh nữa. Nếu con mà anh con nhớ giúp mình vậy mình cảm ơn nhiều lắm. Nếu mà anh mà không chịu mà ngăn anh cứ lưu lỏng hay là cái gì đó, anh có những vấn đề khác thì từ đây về sau thì không ai giúp nữa. Đúng rồi, mình cũng cảm ơn cô nhiều. Thì cô anh Minh mình cô gì giúp tiền mình giúp lời luôn. Cô nhắc nhở, cô nói Minh bớt nhậu lên đi thì cứ rõ ràng. Cảm ơn nhiều. Đó, thì anh cũng phải cố gắng lên nha. Tại vì cuộc sống á, để được một người nào đó, để được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp cho mình á, thì họ đồng cảm hoàn cảnh của mình, thì mình cũng phải biết nắm bắt cơ hội đó, mình vươn lên, mình tạo dựng cơ hội mình. Chứ mình mà cứ người ta giúp cho mình cứ ỷ vào cái vấn đề người ta giúp cho mình không chịu mần, mình ở nhà mình trông chờ vào cái đó là không có. Đúng rồi. Không bao giờ ai cho. Ha. Thì cũng như anh Minh phải cố gắng nắm bắt cơ hội, đây là lần này là lần cũng như là lần cuối để anh có thể anh tạo dựng cuộc đời của anh trở lên nha anh Minh. Đúng rồi, mình cũng cảm ơn cô rất nhiều. Anh làm sao để, làm sao mà để cho người ta cảm nhận thấy là ông Minh để thay đổi, bây giờ anh Minh là cố gắng làm ăn rồi thôi, bây giờ mình cố gắng mình
giúp anh Minh như thế nào đó là phải do bản thân anh thôi chứ không ai hết. Rồi bây giờ cho Minh xin nói một hai lời. Rồi nói là Minh nói rõ ràng Úc mai mốt thì đừng có nói xấu, đừng có nói gì Minh hết, tất cả Minh không thích, không lẽ Minh chặn đường mà Úc mà Minh đi cử với Úc. Úc đạp xe bắn cái số ngang nhà hoài gì trước nhà mẹ Minh. Ừ. Đi ra đường kêu yêu Minh, nhà Úc mới có nhà Minh được cái nhà cửa, Minh phản Úc, Minh đuổi Úc. Mà Úc là cái gì, đang sống với Hạng mà không có liêu tiếu gì với bưởi thì không biết. Hồi đó Hạng đuổi thì giờ sống Minh, Minh đuổi giờ sống Hạng. Rồi không có đi tuyên bố lên cái mạng các nước chứ đâu phải là trong nước này đâu. Mà nói xấu Minh, cái thứ nhất là nói Minh nè, Hạng nè, bưởi là cầm cái quần Úc không được, xách cái quần Úc không cho. Úc là cái gì dữ vậy? Ừ. Úc nó thẳng là Úc là cái thứ gì vậy? Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đi bán cái số điêu kêu Minh. Nói Minh tới ngày sống Minh lo này kia, Minh thiếu nợ, quýnh đời, quýnh này kia, đó là điều xấu Minh. Rồi không lẽ Minh đón đường là Minh đi chặn, rồi Minh đi cử cãi. Ừ. Đừng Minh phiên là mấy cộng đồng mạng, mấy chú YouTube là mai mốt này có quay Úc thì đừng có nói gì Minh. Minh muốn làm gì là quyền của Minh. Ừ. Có Úc làm gì là quyền của Úc, đừng lên chỉ chập Minh, đừng nói xấu Minh. Minh không bao giờ thích cái gì. Ừ. Thì thôi cũng thì thôi cái vấn đề đó thì để chị Út cứ nói thì chị Út ra chứ mà không được bình thường đâu. Chị Út nói hay không ai chỉ Út nói cho chị Út tự nói thôi. Ha anh Minh ha. Người ta chắc người ta nói. Thôi bây giờ cái vấn đề chị Út thì mình dẹp phần bên đi. Vấn đề là cuộc sống hiện tại của anh bây giờ ha. Thì thôi cũng là được cái ổn thỏa rồi, cũng được đầu tiền vé số rồi điện thoại mình có rồi ha. Thì thôi mình cảm ơn đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân lần cuối rồi em sẽ kết thúc video tại đây ha. Rồi mình cũng cảm ơn cô giấu tên bên Úc và cô Lý Sen, rồi cô Phương bên Mỹ và cô Kim Anh ở Vũng Tàu luôn. Bà Rịa Vũng Tàu lúc đó cũng có gửi tiền cho mình 2 triệu, cảm ơn rất là nhiều. Nhưng Mạnh Thường Quân có người giấu tên nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình được gì mình cũng nhờ anh chị có lòng hảo tâm giúp đỡ mình, cảm ơn nhiều. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho nên mấy anh chị bạn mới biết hoàn cảnh của mình, mà thương mình giúp mình. Cảm ơn rất là nhiều. Thì thôi Cường cũng thay lời anh Minh là cảm ơn đến cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên nước Úc đã có sự hỗ trợ cho anh Minh là đi bán vé số trả lại rồi mua cho anh Minh một cái phone để anh Minh có thể là xem tin tức để giải trí để đỡ buồn vì trong lúc anh Minh một mình hay cô chú anh chị. Thì cũng không biết nói gì hơn thì chỉ có nói là thôi cảm ơn cô Mạnh Thường Quân bên Úc rất nhiều. Thì Cường cũng xin khép video tại đây. Chúc cô chú anh chị Mạnh Thường Quân một ngày làm việc vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Mình xin chào.